Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Sâu Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin Sửng Sốt với Xuân Tùng và G-Dragon giống nhau như đúc. Mọi cử chỉ hành động của ca sĩ Việt Nam đều giống hệt trưởng nhóm Big Bang Hàn Quốc. Trong clip, Xuân Tùng hướng dẫn fan cách cổ vũ bằng việc hô theo anh những từ như Oh Yeah. Ngay sau đó là hình ảnh nam ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon trước đó cũng có cách khởi động sân khấu và tạo hiệu ứng với fan bằng cách giống như vậy. Không một lời bình luận trong clip, nhưng qua hai hình ảnh của Xuân Tùng và G-Dragon, người xem có thể nhận thấy nhiều điểm trùng hợp của hai ca sĩ này từ động tác đến lời nói. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip đã trở thành chủ đề bình luận sôi nổi của cư dân mạng, giống như những video so sánh Xuân Tùng và G-Dragon trước đó. Hai phe bên vực và chỉ trích dành cho nam ca sĩ không phải dạng vừa đâu và thủ lĩnh của Big Bang. Nhiều ca sĩ khác cũng làm trò đấy, có khi làm trước cả G-Dragon, mà G-Dragon cũng chỉ là bắt chước theo. Không phải fan Xuân Tùng nhé, nhưng đọc quá nhiều và xem quá nhiều clip soi mói, bới móc thì thấy thiên hạ quá là rảnh, bạn có nick Hưng Lê lên tiếng bên vực. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng hô giống y đúc, y chang mà bảo không bắt chước. Thế nhiều người cũng hô vậy là ai? Người ta hô như nào, cả cái biểu cảm thái độ cũng giống. Thôi, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.